Xin chào quý vị và các bạn. Bây giờ là 21 giờ 15 phút ngày 28 tháng 9 năm 2024. Xin thưa tới quý vị và các bạn, video này mình test hoạt động chiếc đài Nationa có model RX 5100. Chiếc đài này không phải của mình, chiếc đài này của một người anh em có cái bụng tốt ở tỉnh Long An, mang biển số 62 62 Long An, 63 Tiền Giang, 64 Vĩnh Long, 65 Cần Thơ đấy. Anh em gửi đến đây cũng mới được một cơ số ngày thôi, nhưng mà đài của mình thì mình dừng lại để phúc đáp người anh em cho nó gọn. Số điện thoại để các thượng vấn đế liên hệ Trần Văn Chốt, radio cassette, linh phụ kiện về radio cassette bằng cassette 036 8888 479. Buổi chiều ngày hôm nay gửi gửi được chiếc đài sáp QT90 đi rồi, nhẹ hết cả thằng người. Đây là chiếc đài Nationa, đài nội địa ăn điện 100V. Nationa model là RX 5100. Đâu rồi cái model đây 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 đấy, RX 5100 đây. Đài nội địa nên là chữ toàn chữ tượng hình, nhìn mà cũng khó không biết được. Đây này có mỗi FM với AM này phân biệt được này. Đấy. Trước khi tháo ra thì test hoạt động để quý vị và các bạn thấy được cái hoạt động của nó. Đấy. Thế mà sau khi coi như là bàn tay thô kệch của lão nông chi điền sờ vào thì lại tiếp tục có video test. Trước tiên thì mình đã chuẩn bị cái thước ở đây rồi để tiến hành Ecuador để mọi người biết được cái kích thước của cái đài này. Ví dụ như ai mà không muốn mua cái chiếc đài này thì cũng biết được cái kích thước của nó là bao nhiêu. Chiều dài của chiếc đài này là 44 cm. Đây. 44 cm hay còn gọi là 44 phân đấy. Chiều cao của chiếc đài này là 26 cm. Chiều cao là 26 cm, chiều dài là 44 cm. Chiều sâu của chiếc đài này là 12 cm. 12 cm. Đấy. Đài này thì có được có lay in. Đây là ngoài nghe radio ra rồi. Radio thì hai băng, một băng FM và một băng AM. Đấy. FM thì ở đây là 108 thế, nhưng mà trên này là cái chỗ chuyên này là bắt TV này, cái kênh 1, kênh 2, kênh 3 này. Channel này, CH này, ký hiệu của channel này, kênh. Đấy. Đây là lever, đây là đèn nháy hiển thị tín hiệu nhá. Đấy, cửa băng. Điều này cái đài này có lay in. Đấy, có lay in. Bây giờ mình thử lay in nhá. Thử lay in này. Lay in vẫn hoạt động bình thường. Cái đèn này nó vẫn nháy. Ở đây, này, tắt cái đèn nháy đi. Bây giờ chuyển thử lại xem nào. Ô hay nhỉ. Thế cái đèn này. Lay in cái đèn nháy này nó không nháy à? Đây, hay là chỉnh ở trên này. Ở đây. Đấy, cái đài nội địa nó lắm tính năng lắm, để giờ nó mới nháy này. Đấy, đây này, cái công tắc này phải để chỗ này thì nó mới nháy này. Đấy. Này. Thế chi lị. Thế là cái đài này đường line in vẫn hoạt động bình thường. Chỉ cần test thế là được. Băng cassette thì vừa rồi mình kiểm tra vẫn đang chạy. Thế thôi.
À, tua đi tua lại cho nào. Đây, tua vẫn đang chạy. Đấy, tua đi tua lại vẫn đang chạy. Tua thì làm sao mà auto xì tốt được. Đấy. Tua vẫn đang chạy. Đấy, play vẫn đang phát ra nhạc. Thế là cái đài này phần băng cassette là vẫn đang hoạt động bình thường. Đường line in vẫn đang hoạt động bình thường. Bây giờ tiếp tục sang radio. Đây. Cái này là để đây là băng cassette này. Ở giữa này là radio này. Đây là line in này. Radio. Và đây là volume to nhỏ của hai kênh này. Đây. Đấy. Đấy. Đây chuyển này. Kéo cái anten lên. Đấy, kéo cái anten dài lên nhá đây. Đấy, kéo cái anten dài lên. Xin thưa tới quý vị và các bạn, không nói thì mọi người cũng biết, radio là Trần Văn Sôi. Đây. Trần Văn Sôi. Trần Văn Sôi nhá. Đây. Thử các kiểu quân đa điểu này. Đấy, chỗ này là âm thanh phát xa phát gần đây này. Đấy. Đấy, radio nhá. Đây. Cassette này. Radio này, line in này. Đây là chỉnh check. Đây chỉnh check. Đấy. Đây là radio là cả AM và AM đều Trần Văn Tịt. Trần Văn Sôi chứ không phải Trần Văn Tịt. Đây nhá, rồi lại AM này. Đấy. Đấy, AM này. Đấy. Chỉ dò sóng vẫn dò bình thường nhá, đây, vẫn dò vẫn chạy bình thường. Đấy, quay này vẫn tác động vào tụ xoay biết đấy, nó nặng nhá. Thế là radio là Trần Văn Sôi. Băng cassette thì đang hoạt động bình thường. Đường line in đang hoạt động bình thường, đài không có bị sứt mẻ nứt gì cả. Đây, rum nút đầy đủ, anten đầy đủ. À đây, đây đây có chỗ này. Đấy. Ui, đài này nặng lắm. Đài này nặng lắm. Đài này chắc phải tầm 7 cho đến 8 cân ấy. Nặng lắm. Đây cái vỏ đằng sau đây bị này. Nắp pin. Nắp pin vẫn còn, không có bị gãy gì cả. Đây. 2 4 6 8. 8 cục pin. Đây, 8 cục pin, thế là chạy 15V, 12V. Mỗi cục là 1,5V, 8 cục là 12V. Đây, con này chạy DC là 12V. AC là 100V. Đây. Đấy. Nationa Modern RX5100 AC 100V, tần số 50Hz, 60Hz, công suất biểu kiến 12W, DC 12V, Made in Japan. Đấy. Năm nay cuối tuần thì cái điện thoại ngoan thế, nét này nẹt. Đây, người chủ người ta đã đánh dấu này, đường lay in này, đánh dấu. Cái này chắc đường lay out, thế là đường tín hiệu ra để lấy cái tín hiệu này để đưa vào cái thiết bị khuếch đại công suất khác, ví dụ đưa vào âm ly là nghe được đấy. Cái thằng cu này chắc là không biết là cái lỗ gì, cái lỗ này hơi to. Đấy. Đài nội địa thì bao giờ cũng phải rắc vuông. Đấy, rắc vuông. Đấy, rắc vuông. Đây là đường ăn một chiều DC in 12V này vào đây. Thôi thì trước khi tháo ra sờ lần thì đã quay lại để báo cáo với quý vị và các bạn cái tình trạng hoạt động của nó như thế. Bây giờ mình dừng video ở đây để tháo ra sờ lần. Thì trước khi dừng video cho mình gửi lời tới những ai đã gọi điện nhắn tin mà mình chưa trả lời được thì mong mọi người cũng thông cảm cho. Đấy.
trong cái quá trình sờ lần đài ấy thì mình ít nghe lắm, phải tập trung cao độ vào mà nhiều khi còn chả giải quyết được vấn đề. Thế nói gì đến cái chuyện này, để vừa sờ lần vừa nghe đài, vừa nghe điện thoại thì chẳng làm được cái gì cả. Nên quý vị và các bạn thông cảm cho. Trân trọng cảm ơn. Thân ái chào tạm biệt.